Các bạn ơi, chị chào các bạn nào. Chào các bạn. Mấy chị ăn gì chim? Ăn trứng gà. Trứng gà KFC kiếp nhờ. Đây bạn, đây bạn chim này. À, chim nhìn đây, chim nhìn này bố này. Cô mình à. Ngon lắm, cô mình đây. À, hai anh em ấy. Đấy, à, hai chị em đó ơi. Nào ngồi xuống đây ăn nào các bạn. Nào, cái chim gặm đi, cái chim. Cái chim gặm đi. Ôi con đừng nhìn thế. Con đừng nhìn thế. Cay à? Cay. Ừ. Thế con ăn cái khác nhá. Nào bấm được cung Minh đi. À, cung Minh nó ăn đấy các bạn. À, cung Minh này. Mình chip gặm đi, chip gặm đi. Cho một gặm đi con. Nhầm ngon không? Em các bạn nhìn tôi ăn này này. Đấy, tôi ăn nhá. Ăn này. Ăn nhá. Một bạn. Ngon. Ăn xong lấy cho con. Ăn xong chỉ muốn đi nữa. Lên, dưới nó cay còn. Cung Minh ăn đi. Hay mẹ của mình gọi, mẹ của mình chứ ạ. Mình sống một tính thôi. Đấy, ăn đi. Chip ăn đi, chip gặm đi con. Cứ Minh ơi. Đấy, chip gặm ngon lắm các bạn ạ. Đây, tôi bỏ cho mấy chip nha. Đây, mấy chip ơi. Ngon quá các bạn ạ. Cay đâu con? Là cái này dính à? À, chỗ đây nó bị dính tương ớt đấy các bạn ạ. Ui trời. Đấy, xé ra cuộn xé chip ăn đi nào. Không cay đâu con ăn đi, ngon lắm. Ngon thật đấy các bạn ạ. Cứ Minh ra đây nào. Ngon không? Các bạn nhìn tôi ăn này. Nhìn tôi ăn này. Đây, được chấm này. Đấy. Được chấm này. Được chấm này, đúng không? Ngon lắm.